Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đời Chào mừng ta chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dự án do Ban Sinap đầu tư. À, anh em ở trên kênh thì gần đây anh em bảo là admin soạn riêng cho anh em mấy cái kèo của Ban Sinap vì các kèo này hay có lịch chơi tích. Thế thì uh, thực ra soạn riêng thì cũng khó nhưng mà cứ nhìn thấy kèo của Ban Sinap nên cho anh em được đúng không ạ? Và với cái dự án Kinza này là một cái dự án được Ban Sinap đầu tư. Thực ra ngay trên trang web thì cũng đã viết rất là nhiều rồi và dự án cũng chạy rất là nhiều về marketing anh em thấy nó xuất hiện ở trên nhiều nguồn tin tức báo chí rồi các cái nguồn uh, thông tin có ảnh hưởng uh, ngoài ra thì ngay ở trên bitget cũng có thông tin như vậy là dự án này rất dễ là có thể nhít ở trên nhiều sàn uh, và đây là một cái dự án cũng đã có thông tin ở trên crypto về việc đầu tư bay Synapse nhưng mà không nói rõ là cái số vốn là bao nhiêu uh, thế thì ở đây thì uh, có cái thông tin về phần gọi vốn ở trên crypto lưu oh, crypto ranh ở đây có cái thông tin nhưng mà nó không gõ nói rõ là bao nhiêu <laughs> nó không có loại rõ về nào gọi và là bao nhiêu thì cũng rất là khó để chúng ta có thể là biết được là số vốn gọi vào thực ra thì gọi nhiều hay gọi ít thì cũng không quan trọng thực ra nếu như cái dự án nào mà ở trong cái vùng ươm của anh thì chắc chắn là bài xin nó sẽ lui dự án và nó có những cái chính sách rất là tốt À, bằng chứng là anh em biết là như cái đợt mà lula ấy, à, thì uh, cz bốn uh, cứu lula đúng không ạ rồi cái đợt mà một có một cái đồng coi game của việt nam ấy thì cũng có bàn tay của cz vào cứu và sau đó dự án có phục hồi đấy thế thì những cái dự án mà được xin sinap đầu tư thì họ thường là cái dự án rất là chất lượng rồi và ngoài ra thì pan cũng sẽ bảo vệ cái dự án rất là tốt và hướng dẫn cái dự án phát triển theo hướng uh, đi đúng hướng luôn Đấy, thì uh, những cái dự án như kiểu này thì anh em chúng ta cũng lên tham gia <laughs> uh, Thực ra đối với Kinza hay là một số cái dự án tương tự thì có thể là mình xe chứ chắc mình ăn được anh tích đâu Đấy Có điều là xe cho anh em vì là anh em trên kênh chúng ta nói thật với anh em là nếu mà khả năng săn được trái tích thì anh em pro hơn mình Nhưng về khả năng đứt sóng thì chưa chắc anh em đã hơn, đúng không ạ? Mỗi người chúng ta sẽ có một điểm mạnh khác nhau uh, Mình thì là gồm cung cấp thông tin cho anh em, còn anh em thì là những người đi theo kèo của mình thì mỗi người chúng ta cũng đều có những cái sáng tạo và mình biết là trên kênh chúng ta rất nhiều người giỏi. Còn nãy cũng đã lan man khá nhiều rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Kinza Phần Tham gia vào dự án thì các bạn sẽ uh, làm một số cái bước cơ bản. Thực ra thì mình cũng sẽ viết cái bài cho anh em. Thì ở đây thì anh em để ý thấy là với cái dự án này thì anh em sẽ cần phải kết nối ví BSC đặt cọc, uh, tức là nạp tiền này, rồi cung cấp bất kỳ uh, một cái tài sản nào họ lâu vay mượn trả lại và tương tác trên web đó là xong, đùi chợ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau từ từ làm luôn. Rồi chúng ta sẽ uh, kết nối với Metamask chúng ta và dĩ nhiên là có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang mạng BNB thì sẽ phù hợp hơn với các cái dự án được uh, ban xin đầu tư thì mạng BNB sẽ là mạng tốt nhất để anh em chúng ta có hướng đi. Rồi ở đây thì uh, chúng ta sẽ có cần phần ký, đấy một cái điền điều rất là dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ có phần ký. Ở đây có phần AROP này, Deposit để nhận AROP kiếm arrow uh, mỗi ngày bằng uh, tvl của bạn và càng nhiều poi thì bạn càng nhận được arrow uh, trong tương lai. Thực ra thì có cái phần đó thì có nó rất rõ phần arrow này rồi. thì uh, 5% uh, tổng cung uh, hoặc là 5 triệu token thì đâm với cho các đợt arrow uh, thứ lượng kza được arrow tỉ lệ thuận với TV nở tính theo thời gian mua đồng góp <laughs> hệ thống arrow ở đây thì anh em thấy này, thật cái điểm chúng ta sẽ có một cái điểm ở trong này. Đấy, thì thực ra thì ngay lúc này đây ấn đi, không biết là có có không mà mình cũng chưa có paypal nào Đấy. <laughs> Rồi, đó thì uh, cái dự án này thì chắc chắn là rất ngon rồi những cái dự án sao kiểu phi tập trung kiểu này rất là ngon rồi đó. thì anh em sẽ theo dõi số poi nó sẽ tính là hàng ngày chúng ta tự theo cái TVL các bạn poi nó nằm ở phía trên này my totten poi này my best poi và ballert này với apple này ballert các thứ nữa anh em có thể thấy này rồi ở đây thì uh, chúng ta sẽ tiến hành làm cái nhiệm vụ thì mình sẽ hướng dẫn anh em từ đầu đến cuối luôn. Rồi, ở đây thì uh, chúng ta sẽ có một số cái nhiệm vụ. Tuy tiên ở đây là Michael nó có một cái thị số cái thị trường ở đây. À, thì sàn này thì khả năng là một cái sàn mà Đấy là sàn future. Đấy, thì uh, cứ xem đã. Rồi để mình xem được Có phần giới thiệu về cái nền tảng Giza này mình đọc qua cho anh em trước người ta sẽ làm nhé. Ờ rồi. Nó là đó, thì chuyển cho vay tức là chắc chắn tài còn future rồi nó sẽ cho người dùng vay tiền được chưa vay và trả lãi các thứ ở bây giờ chúng ta sẽ làm thì, thì bây giờ mình sẽ vào trong phần borrow này xem thử xem nào supply chúng ta sẽ uh, supply tài sản cho với UDC đúng không ạ thì ở đây mình sẽ làm luôn làm luôn tức là supply là supply borrow và repay Đấy, khả năng thì mình cũng không có nhiều nên mình cũng sẽ rút từ sàn ra một ít tiền thôi nhưng chung thì kiểu này cũng y gì thôi anh em trước tiên là ở đây thì có bài hướng dẫn đây trước tiên thì chúng ta sẽ đặt cọc deposit deposit thì thực ra thì chúng ta sẽ supply với USDT đi đây mình sẽ chọn toàn bộ nhé Apollo này là thao tác supply thôi ở đây mình sẽ các bạn đừng chấp thuận tất cả chúng ta chỉ và quyền limit thôi nhé vì việc tập trung rất là nguy hiểm ta chỉ limit cái số tiền của ta tham gia stack thôi sau này chúng ta có thể thu hồi quyền được rồi bây giờ mình sẽ sắp này ok các bạn lên sắp khoảng 3-4 cặp coi và BUSD thì không cần sắp ly đâu có USDC hoặc USDT supply thì chúng ta sắp tí sắp thôi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này Ờ, trên này thì nó đã cập nhật chúng ta về cái thằng đấy rồi đã sẽ sắp ly với BNB ở đây thì mình uh, còn 0.08 nữa thì mình khả năng mình sắp ly khoảng 0.05 thôi 0.05 nhé để trừ ra làm phí mà anh em tôi không phải bốn đấy chúng ta cần phải trừ ra một lượng làm phí nhé đây đây là cái thao tác uh, sắp ly uh, thành khoản rồi ở đây thì mình xem nào, borrow thì chưa thấy tí nào borrow đây. đây. bây giờ các bạn có thể borrow thì các bạn đã sắp ly rồi thì các bạn có thể là borrow được thì các bạn có thể borrow ví dụ borrow USDC uh, chẳng hạn, đây ở đây mình không borrow hết bởi vì sẽ borrow một lượng thôi, borrow khoảng 2 thôi. Đấy, đây là thao tác borrow rồi. borrow borrow xong người ta sẽ thao tác repay cứ bình tĩnh từ từ chúng ta sẽ làm hết Repay là trả Borrow là vay đúng không ạ Borrow có phải là vay không anh em Vay Vay với ừ, Sức khỏe rất là tốt Anh em không thấy là Ok à, Giờ thì các bạn có thể là Vay thêm một lượng TUSD nữa Này thì Vay khoảng 2.1 trên 2 2.2 các bạn borrow một cái coi khác Đừng bỏ lâu cái coi mà chúng ta đang sử dụng nhé Cái này thì tự nhiên là mất phí rồi Rồi ok Rồi Ok close. để Mình xem thử xem nào ở bên phía bên này ra nào Xem mở xem cái arrow xem nào nó được cũng có tăng được boy được không Vẫn chưa thấy boy nè Xem nào Best point Không biết là nó tính point kiểu gì đây Ồ oh, bọn này rank cao được ra rành bọn nó kệ nó thôi chứ mình không quan trọng đúng không ạ giờ người ta bắt đầu làm mà rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này supply thì mình đã supply uh, rồi, rồi bao bây giờ là repay đúng không ạ repay rồi để đi để lại <laughs> repay thì chúng ta có thể trả hết lợi luôn repay ở đây thì anh em thấy này vay mượn trả lại và tương tác ở trên web rồi ok Apple. ta chỉ, uh, chỉ một lượng nhất định nha nhé repay USD repay là trả lại trả lợi đó. repay để trả anh em cứ, lưu ý cái này phần này vẫn phần trả Đấy. đây cái này là các bạn làm đầy đủ thủ tục tôi tuy nhiên anh em đi pull đi đi đi, đi cái đi cái uh, uh, dĩ nhiên là anh em trước khi mà chúng ta mà mà uh, khi mà chúng ta uh, đi vôn to hơn ấy, thì điểm poi nó sẽ nhiều hơn đấy mình thì không 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 được liều như anh em ấy đây là mình không không đi cái điểm to mình chỉ đi, điểm vừa vừa thôi rồi đi đi pay với đi ok đấy, đi pay mình trả lợ đấy trả lợ luôn không vay mượn gì nữa đúng không ạ không chơi vay mượn gì hết rồi ở đây thì uh, vẫn còn đang bị lợ của nó này Đó, cái này thì ít thôi ít tỷ không không đáng là gì ấy nên là thôi không không quan trọng nữa rồi ở đây thì các bạn thấy cái API đây thì là ra các bạn có thể stack một vài ngày cũng được nhá stack một vài ngày để uh, nó tính trên hệ thống ấy bây giờ mình sẽ sang cái phần vote nó đây có một cái phần vote đúng không vote và cái gì đây focus, focus, này. cái này là token của dự án anh em ạ Đó, dự án nó sẽ có một cái uh, tích với cái token KZA thì cái này cũng rất là dễ hiểu thôi ở đây thì nó đã có cái phân bổ con này thì KZA nó có tổng cung là 100 triệu KZA mà nó dành 5% tổng cung tức là 5 triệu khoảng 5 triệu nhé để nó phân bổ cho cộng đồng đấy Arop thì uh, liquidity tức là mở khóa luôn hoàn toàn đấy thì cái này 100% có Arop rồi nhưng mà vấn đề là được bao nhiêu thôi đúng không ạ thì cái này nó hơi khoai thì nó tính điểm thế này thì anh em cũng khó mà lận lại với nó được đây có Berit này, có berit, đúng không ạ? cái này thì cũng chưa hình dung ra là gì. Đây là cái thống kê, thống kê. Ồ, đây là thống kê. Rồi cái thống kê sàn thì quan trọng. Ờ uh, Dropbox trong này này thì cũng có thể xem được. Đấy. Thì chung là anh em cứ để borrow mua một, một thời gian nhé. Anh em đừng vội gỡ và lấy với em đi vốn tốt ấy, đi vốn to hơn ấy, to hơn mình ấy thì nó sẽ có lợi hơn mình rất là nhiều. Ở đây có cái thị trường Maki uh, Maker Marquise. Rồi đây anh em có thể withdraw rồi for uh, các thứ này Đấy. thì cái này chỉ là cái theo dõi thôi cái này không quan trọng chỉ là trong phần block boy anh em đã làm full các cái nhiệm vụ rồi cái này có... cái nói chung là cái dự án này thì cực dễ thôi nếu mà ban đầu anh em nghĩ nó khó thì nó khó thôi nhưng thực tế khi làm chúng ta thấy là nhiệm vụ thì rất là easy rất là dễ đúng không ạ thì anh em chúng ta cố gắng đi vốn to tí đi vô bé bé nó không thấm vào đâu đâu nhé như vốn mình 31 đô chỉ là vốn để mua cho anh em xem thôi chứ còn thực tế mà nếu mà anh em mà chúng ta muốn ăn thì chơi tích ấy, thì vốn tốt nhất là từ 100 đô trở lên mà thông thường thì chúng ta đi vốn khoảng từ hai 300 ấy, thì nó sẽ xác suất ăn cao hơn đấy bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào cái dạng này cảm ơn anh em thôi video và xin chào các bạn video tiếp theo